gì? Sao? Hả? Không muốn sửa á? Ôi, nó bụng mà. Từ từ, cho mẹ ơi, cho mẹ. Ôi, không đói bụng à. Con đi với mẹ nào. Sao? Hả? Anh không muốn ăn bánh á? Ôi, ăn bánh không sữa á? Ôi, trời ơi. Vậy hôm nào đây? Ừ, có muốn ăn bánh trước không? Đây. Đấy. Ôi, ngon quá. Ngon cả. À, ngon á hả? Rồi con ăn đi, ngon con ăn đi. Ăn bánh bò đấy. Ê, ăn hết này con. Ăn hết cái này đó. Ăn hết lại cái kia rồi. Này, chấm cái này. À. Ăn thích nha. Ăn bánh chuối nha. Ngon chưa? Ăn thử đó. Thế cũng dậy lâu chưa? Chiều nay mát trời con ạ. Ăn xong ra chơi gì ạ? Nha. Ôi ngon quá. Ôi dồi, ngon quá. Ôi ngon quá. Ăn hai miếng là no rồi con ạ. Dậy lâu chưa? Ừ, dạo nào mày không hay thế. Nay ngủ ngon quá, hôm nay thời tiết mát. Đi, no rồi á. Ăn có uống sữa á. Sao? Đưa mẹ mở như nào. Có lấy hai hộp cho mẹ, hộp con hộp á hả? Lấy hẳn hai hộp cơ. Dạ phải thế, lúc nào cũng quan tâm tới mẹ hết đấy. Nha. Ăn thử cái món này ngon nha. Ăn thêm không? Cho con chuối này. Không ăn rồi hả? No rồi à? Thôi nhá. Thôi trước mình chơi đi con. Đi chơi nhìn đồ nha con. Chơi nhìn đường cho con.